Anh ạ. Mời xuống xe. Có việc gì vậy anh? Chào anh. Vâng. Anh đã vi phạm lỗi, đó là vượt đèn đỏ. Mời xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Vâng vâng. Anh đợi em một chút ạ. Anh thông cảm giúp em, linh động giúp em ấy. Em anh thông cảm. Chúng tôi làm đúng quy định. Mời xuất trình giấy tờ. Không thì chúng tôi buộc phải giữ xe. Thế hai anh đợi em một chút ạ. Con đang gọi sao đấy bà? Alo, con à? Alo mẹ à? Giấy tờ xe con để trong tủ ấy. Mẹ gửi ship ra đường 28 cho con nhá. Công an thu xe đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Để mẹ mẹ bố mang ra cho con. Không cần ship đâu con ạ. Con đã bảo sao bà? Con nó đi xe bị công an bắt rồi. Nó để quên giấy tờ ở nhà mình ạ. À thế ạ? Rồi, con để đây. Con đi vào mang giấy tờ cho con. Được rồi. Bà nói nhiều thế. Con đang vội. Alo mẹ. Sao mà lâu thế? Công an đang lập biên bản đây này. Rách việc thế nhỉ? Mày mù à? Đi đứng phải nhìn chứ. Em xin lỗi ạ. Bố nếu có đang đi làm à? Bố tự đưa mẹ đi đi. Bố mẹ lẩm cẩm quá rồi đấy. Bố mẹ ở nhà ai cho con nhờ? Sao mà lâu thế? Rách việc thế nhỉ? Bạn thấy có đẹp không? Bố mẹ chọn mãi mới được đấy. Con ngồi văn phòng nhiều, còn thể thao đạp xe đạp cho nó khỏe, có sức khỏe, có tất cả. Thời gian qua con đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Con đã không chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Con xin lỗi bố về tất cả mọi chuyện. Thôi, chuyện gì đã qua ấy thì thôi không nhắc lại nữa. Quan trọng ấy là mình nhận thức được khuyết điểm sai lầm của mình để mà sửa chữa. Bố tin rằng là trong tương lai con sẽ quan tâm nhiều hơn cho bố mẹ và gia đình. Vâng, con cảm ơn bố. Thôi, mình về đi. Mẹ đang chờ cơm ở nhà đấy. Vâng ạ. Chỉ có cất nước ạ. Elix Bike chuyên phân phối các dòng xe đạp thể thao, xe đạp gấp, xe đạp trợ lực điện, xe đạp nữ, xe đạp đua,
được nhập khẩu trực tiếp vào nhà phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam với chế độ đãi ngộ và bảo hành dài hạn lên tới 3 năm, bảo dưỡng trọn đời. Chúng tôi tự tin đem đến dịch vụ hoàn hảo nhất cho quý khách. Hãy đến ngay Epic Buy 223 225 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội ngay hôm nay để hưởng ưu đãi lớn nhất chưa từng có. Website epicbuy.vn.